sóng. Xôn xao vụ đoàn khách ăn hải sản rồi không trả tiền tại Quảng Bình. Bắt cựu phó giám đốc quỹ tín dụng ký duyệt cho vay tiền gây thiệt hại hơn 6 tỷ đồng. Lần theo thông tin in trên tờ rơi, công an bắt nhóm cho vay nặng lãi. Câu chuyện độc đáo hôm nay, độc lạ xem xiếc ếch ở Cần Thơ. Xin chào quý khán giả của Góc Nhìn Trưa Nay. Vừa rồi là những thông tin chính mà chúng tôi gửi đến quý vị trong buổi trưa hôm nay, Chủ nhật ngày 7 tháng 5 năm 2023. Bản tin của chúng tôi liên tục cập nhật và gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý nhất xảy ra trên cả nước. Và tôi là Trinh Trà của chương trình Góc Nhìn Trưa Nay. Tiện ích Sài Gòn hay về nghiên cứu sắp xuất hiện Wellness Resort hàng đầu Việt Nam tại Hồ Tràm, nơi hệ thống tiện ích Wellness được nâng lên một tầm cao mới, đón đầu xu hướng Wellness Investment, đầu tư 20% chỉ 600 triệu đến khi nhận nhà. Best Western Premier Tram Resort Hồ Tràm, về với ngôi nhà Wellness của riêng mình. Thưa quý vị, những ngày này, thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và các tỉnh Nam Bộ nói chung đang bước vào cao điểm mùa khô. So với đợt nắng nóng đầu tháng 4, đợt nắng nóng hiện nay gay gắt hơn rất nhiều, có ngày nhiệt độ lên tới 38,5 độ C. Trong mùa khô, tình trạng nắng nóng kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt của người dân mà còn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Theo thông tin từ Cục Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu hộ Cứu nạn Bộ Công an, chỉ trong quý 1 năm 2023, toàn quốc xảy ra 405 vụ cháy làm chết 16 người. Trong tháng cao điểm của mùa khô, cả nước xảy ra 102 vụ cháy làm chết 8 người, 406 vụ sự cố chập thiết bị điện trên cục điện, trong nhà dân và do cháy cỏ rác. Trong tháng 4 vừa qua, vụ cháy rừng phòng hộ trên đèo Bren tỉnh Lâm Đồng như một hồi chuông cảnh báo. Vụ cháy lớn lan ra các ngọn đồi xung quanh khiến hơn 10 hectare rừng bị ảnh hưởng. Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã tốn nhiều công sức để dập tắt đám cháy. Bên cạnh đó, sự cố cháy lan làm chạm chập thiết bị điện từ việc người dân đốt cỏ rác bừa bãi diễn ra khá phổ biến. Thì hôm bữa là tôi thấy vụ cháy là xảy ra rất là lớn, rất là nguy hiểm và gây mất an toàn. Thì về nhà tôi cũng có kể với bạn bè, với đồng nghiệp, với người thân để từ đó là rút được kinh nghiệm cho mọi người để đảm bảo an toàn, nhất là trong cái mùa nắng nóng này. Một số vụ cháy khác xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh cũng xuất phát từ việc đốt cỏ rác của người dân gây thiệt hại nghiêm trọng, như vụ cháy trên đường Phạm Văn Đồng thuộc phường 13 quận Bình Thạnh do người dân đốt rác dưới gầm cầu Rạch Lăng, vụ cháy tại chân cầu Điện Biên Phủ quận 1 gây thiệt hại toàn bộ các tuyến cáp điện ngầm dọc thành cầu với tổng thiệt hại hơn 3 tỷ đồng và làm mất điện cục bộ khá lâu. Nắng nóng kéo dài, nền nhiệt tăng cao khiến cho vật liệu trở nên dễ bén lửa, dẫn đến cháy lan. Cùng với đó, việc sử dụng điện tăng, nhiều thiết bị điện hoạt động hết công suất cũng dễ dẫn đến hiện tượng quá tải, chập cháy, làm tăng nguy cơ xảy ra các vụ cháy nổ. Tôi tăng cường cái ca trực vận hành, đặc biệt là trong mùa nắng nóng. Về nhân sự, chúng tôi cũng tăng cường và đặc biệt là vật tư thiết bị dự phòng, các trang thiết bị xe máy thi công đều sẵn sàng. Để nếu có xảy ra sự cố thì chúng tôi sẽ xử lý nhanh nhất, khoanh vùng gọn nhất và tái lập điện cho khách hàng trong thời gian sớm nhất. Nóng theo cái nhiệt độ này thì nói chung cũng ảnh hưởng tới sức khỏe. Đó. Rồi thứ nhất, thứ hai nữa thì cháy nổ thì nói chung là gia đình cũng chuẩn bị phòng chống dữ lắm. Thiết bị điện trong nhà là gia đình chúng tôi là rất là tươm tất, chu đáo. Đó. Là cũng xài những cái thiết bị là phải có những cái phòng chống cho nó an toàn đó. Trong nhà mà có cái gì mà nó chặt một cái á, cái cầu dao nó sẽ cúp liền vậy đó. Phòng cháy hơn chữa cháy, đó là phương châm, là trách nhiệm của mỗi người dân. Chính vì vậy, bên cạnh việc nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, ban quản lý, mỗi người dân cần tự nâng cao ý thức, chấp hành nghiêm quy định về phòng cháy chữa cháy để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tính mạng tài sản của bản thân và cả cộng đồng. Thưa quý vị, vừa qua, mạng xã hội tại Quảng Bình xôn xao về việc một đoàn khách từ Hà Nội đến du lịch tại tỉnh này đã vào ăn trưa tại một nhà hàng hải sản ven biển thành phố Đồng Hới, nhưng sau đó rời đi mà không trả tiền. Sự việc xảy ra tại nhà hàng hải sản Minh Lưu ở đường Trương Tháp, thành phố Đồng Hới vào trưa 1 tháng 5. Theo camera an ninh tại nhà hàng này ghi lại, khoảng 10 giờ 30 sáng có đoàn khách trên dưới 10 người đi 2 xe ô tô đến ăn trưa. Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, đoàn này rời đi. Người cuối cùng trong đoàn rời khỏi nhà hàng là một phụ nữ. Người này đến quầy tính tiền đứng khoảng 3 phút rồi đi. Đến khi đoàn khách rời đi thì chủ quán và nhân viên mới phát hiện khách chưa trả tiền. Tổng số tiền của đoàn khách là 2,6 triệu đồng.
Qua sự giúp đỡ của cộng đồng mạng, ông Quyết tìm được số điện thoại của đoàn khách từ một đơn vị cho thuê xe tự lái. Đến cuối chiều 1 tháng 5, người này mới xin số tài khoản của nhà hàng để trả tiền. Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận 3 con khỉ do 2 người dân tự nguyện giao nộp để đưa về cứu hộ chăm sóc trước khi thả về tự nhiên. 3 con khỉ trên gồm 1 con khỉ đuôi dài và 2 con khỉ đuôi lợn đều thuộc nhóm 2B trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm. Cụ thể, con khỉ đuôi dài mà ông Lưu Đức Thế bảo vệ một công ty ở phường Hiệp Thành, quận 12 tự nguyện giao là khỉ đực nặng 4,6 kg. Nói chung là nguyên nhân chúng tôi không trực tiếp chăm sóc được nữa. Tôi muốn là vô cho Kiểm lâm là tạo mọi điều kiện để nuôi cho con khỉ này nó trưởng thành. Chứ bên tôi thì nói chung là na đây mai đó, nên thành thử là không chăm sóc được nữa. Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tiếp nhận 2 con khỉ đuôi lợn, gồm 1 con khỉ đực và 1 con khỉ cái do bà Nguyễn Thị Mỹ Nhung ở phường Long Thạnh Mỹ, thành phố Thủ Đức tự nguyện giao. Kiểm lâm đã thổi thuốc gây mê 2 con khỉ đuôi lợn, sau đó đưa về cứu hộ chăm sóc tại trạm cứu hộ động vật hoang dã ở Củ Chi. Công an tỉnh Trà Vinh vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Lâm Sanh, 53 tuổi, cựu phó giám đốc quỹ tín dụng xã Đại An, huyện Trà Cú, và Trịnh Văn Đèo, 41 tuổi, cựu trưởng ban kiểm soát chuyên trách quỹ tín dụng Đại An để điều tra về tội vi phạm hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Với vai trò là trưởng ban kiểm soát quỹ tín dụng Đại An, năm 2010, ông Đèo vay vốn để nuôi tôm cá nhưng bị thua lỗ nặng và mất khả năng chi trả. Để có tiền trả nợ, ông Đèo lợi dụng việc quản lý các giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất của người thân trong gia đình đã lập khống hồ sơ vay vốn tại quỹ tín dụng. Trong năm 2018 và 2019, ông Đèo đã sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thông tin sổ tiền của người khác, giả chữ ký, lập khống 12 hồ sơ tín dụng, gây thiệt hại trên 6,4 tỷ đồng. Mặc dù biết rõ nhưng ông Sanh vẫn ký duyệt cho vay 10 hồ sơ, gây thiệt hại trên 6,3 tỷ đồng. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa phối hợp cùng công an địa phương bắt giữ Phan Văn Tài, Phan Văn Trọng, Phùng Văn Minh, Mạc Bửu Đức, Nguyễn Quang Tĩnh để điều tra về tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. 5 người này khai từ thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã hoạt động tín dụng đen từ nhiều năm nay. Nhóm này cho vay với lãi suất từ 240% đến 695% một năm, khiến nhiều nạn nhân vỡ nợ. Thời gian qua, các tờ rơi quảng cáo rao vặt xuất hiện tràn lan gây mất mỹ quan đô thị. Đáng chú ý, nhiều tờ rơi có nội dung hoạt động tín dụng đen, núp bóng hình thức cho vay tín dụng tiêu dùng, thủ tục đơn giản gọn lẹ, không cần thế chấp tài sản, dễ tiếp cận, dẫn dụ người dân gặp khó khăn vay tiền với lãi suất cao rồi sau đó cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản, tạt sơn chất bẩn khi người vay không trả nợ đúng hạn như đã xảy ra tại nhiều nơi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đang tạm giữ Lê Vĩnh Triều, 28 tuổi, ngụ huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai để điều tra về vụ nổ súng bắn người. Triều khai nhận do có mâu thuẫn trong làm ăn từ trước với Vi Văn Sĩ, 24 tuổi, ngụ huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk, nên Triều nhắn tin cho Sĩ hẹn ra bên ngoài gặp mặt nói chuyện. Sau đó, hai bên lời qua tiếng lại. Trong lúc cãi nhau, Sĩ túm vai áo của Triều thách thức và bị Triều đấm vào mặt. Thấy hai bên xô xát, bảo vệ quán bar tới can thiệp, yêu cầu cả hai đi nơi khác giải quyết mâu thuẫn để không ảnh hưởng đến quán. Sau đó, Triều và Sĩ di chuyển ra khu vực bên hông quán bar. Tại đây, khi bị Sĩ đánh, Triều lấy ra khẩu súng áp vào bên má Sĩ và nổ súng. Nhưng Sĩ đã kịp gạt ra được. Triều tiếp tục bắn phát thứ hai vào đùi trái của Sĩ rồi bỏ đi. Triều sau đó đã đến công an phường Tân Phú đầu thú. Thưa quý vị, Cồn Sơn là một cồn đất nhỏ trên con sông Hậu, Hiền Hòa, thuộc quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Nơi đây chưa tới 100 hộ dân sinh sống, nhưng là địa điểm đáng để khám phá với nhiều sản phẩm du lịch độc đáo. Nơi đây, mỗi năm sẽ có vài sản phẩm du lịch độc đáo ra đời, từ huấn luyện cá lóc bay, cá trê ăn trên cạn, cá ăn trong bình. Lần này là một sản phẩm mới lạ, độc đáo chưa từng thấy, xiết ếch. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi nhé! Tại đây, mỗi năm sẽ có vài sản phẩm du lịch độc đáo ra đời.
từ huấn luyện cá lóc bay, cá chê ăn trên cạn, cá ăn trong bình, lần này là một sản phẩm mới lạ độc đáo chưa từng thấy, siết ếch. Ở làng Cồn Sơn, Cần Thơ, mỗi hộ gia đình có một sở trường đặc trưng riêng. Hộ gia đình có vườn trái cây thì đưa du khách đến thưởng thức, hộ nào có bè cá thì đưa khách đến tham quan, hộ nào có tay nghề thì hướng dẫn khách làm bánh. Lần này, siếc ếch ra đời, những chú ếch nuôi trong bể bạt được cho ăn tắm rửa hàng ngày và huấn luyện làm siếc nhảy qua những chiếc vòng đủ màu sắc. Sản phẩm siếc ếch bắt nguồn từ anh Lê Văn Càng, thành viên hợp tác xã du lịch nông nghiệp Cồn Sơn. Mua về thì trong quá trình cho ăn, trong quá trình thay nhớ nước, nói chung trong tất cả các hoạt động trong kỹ thuật chăm sóc thì chúng tôi có những âm thanh, những hình ảnh. Tại vì chúng tôi học hỏi từ cái nhà vườn cá lóc bay, thì ngay từ hồi nhỏ cá lóc về người ta cũng huấn luyện, thì chúng tôi cũng huấn luyện ếch ngay từ buổi đầu tiên khi đưa bắt đầu vào nuôi. Từ cái khâu cho ăn, thay nước v.v. thì có âm thanh, có từ chuyển động để mà thu hút nó hoạt động theo cái mong muốn của mình. Đàn ếch hơn 4.000 con được phát triển theo 3 hoạt động: ếch có màu độc lạ, trình diễn ếch nhảy qua vòng và sắp tới là trình diễn âm thanh. Siếc ếch dựa theo tập tính của loài ếch, trình diễn theo chuyển động màu và nhảy qua vòng ở độ cao vài cm. Tùy vào ếch lớn nhỏ, chúng sẽ nhảy ở độ cao khác nhau. Những chiếc vòng thấp dành cho các chú ếch nhỏ nhảy qua, vòng cao hơn dành cho ếch lớn. Trước khi con ếch cho ăn thì mình thay nước. Thay nước rồi mình muốn tập trung nó lại thì mình dùng cái tiết lục lạc. Và trong cái lục lạc đó nó lại có những màu sắc nữa. Như vậy cùng một lúc mình cho nó thấy được màu sắc và cho nó thấy được âm thanh thì nó tập trung lại. Lúc đó mình rải thức ăn, cái động tác rải thức ăn hàng ngày, mỗi lần như vậy thì cái nó đã quen với cái động tác đó nữa. Thì nếu một mình tự nhiên mình bước đến, mình đưa cái động tác giống như rải thức ăn ra thì con ếch nó cũng tự nhiên nó tập trung lại. Nó thành phản xạ có điều kiện luôn rồi. Khu vực nuôi ếch có hơn 4.000 con, trong đó có khoảng 1.000 con có màu sắc khác biệt là vàng, cam được nuôi trong khu vực riêng. Đây là những con có màu sắc đẹp sẽ được huấn luyện biểu diễn siếc. Theo anh Càng, dựa vào tập tính chuyển động, màu sắc của ếch để huấn luyện từ hiệu ứng âm thanh, chuyển động, màu sắc nên bất cứ ai cũng có thể tương tác để cho ếch biểu diễn siếc. Do vậy du khách rất thích thú, cả trẻ em cũng có thể làm cho ếch nhảy. Trong những hoạt động trò chơi của trẻ em thôi, và chúng tôi lợi dụng đó là lợi dụng những cái chùm màu nhiều màu sắc này nè để kích thích cái ánh mắt nhìn của con ếch, rồi lợi dụng cái chuyển động để con ếch là luôn luôn ăn mồi động, nó thích những cái mồi di động này. Thì đây là chúng tôi chỉ tập là tập theo cái tập tính của con ếch để rằng nó phản xạ theo chúng tôi, nó cứ nghĩ đây là thức ăn và nó bắt đầu hoạt động đúng theo bản năng của nó. Để ếch nhảy và biểu diễn siếc cho du khách xem, ếch được chăm sóc rất kỹ lưỡng. Ngoài việc thay nước nhiều lần, vệ sinh bể bạt sạch sẽ, thì việc cho ăn cũng rất quan trọng. Cho ăn làm sao ếch không quá no, cũng không quá đói. Thay vì người ta nuôi ếch cho ăn ngày 3 lần, anh Càng cho ăn ngày 5 lần, chia nhỏ bữa ăn ra. Vì nếu ăn ít, ếch sẽ đói. Ếch đói sẽ cắn nhau, còn cho ăn quá no, chúng sẽ nặng nề, khó nhảy làm siếc được. Ếch làm siết nên là cũng thấy rất là thú vị. Đặc biệt đó thì trước nay thì thấy ếch đó nó chỉ ở ngoài tự nhiên thôi, mà khi mà được huấn luyện thì cả đàn cùng thực hiện một lệnh theo cái người huấn luyện thì thấy là trẻ con rất là thích thú. Mình thì cũng có con nhỏ nên là dẫn bé qua đây thì ngay từ những cái ngày trước là bé đã rất háo hức rồi, nên là tới đây thì xem thì bé rất là vui. Thì sau những ngày học tập thì bé vui chơi giải trí thì cũng là một cái hoạt động rất là hữu ích. Du khách đến Cồn Sơn có rất nhiều lựa chọn, tham quan những vườn cây trái sum suê, trải nghiệm làm bánh dân gian, ăn uống đậm chất dân dã, mát xa cá, xem cá lóc bay, giờ đây có thêm lựa chọn mới là xem siếc ếch. Sản phẩm du lịch mới mẻ này được xem là sản phẩm đinh trong mùa hè này, hướng đến du khách trẻ em, giúp các em tìm hiểu về tập tính các loài vật trong thiên nhiên. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị hãy nhớ dành ít phút mỗi buổi trưa đón xem chương trình Góc nhìn trưa nay vào lúc 11:30 mỗi ngày trên trang tv.tuổitrẻ.vn. Mọi đóng góp cũng như thông tin liên quan, quý vị có thể chia sẻ thông tin về địa chỉ email thời sự tvoavongtuoitre.com.vn. Chương trình do truyền hình Báo Tuổi Trẻ thực hiện với sự đồng hành của Jam Group. Xin kính chào và hẹn gặp lại! We'll be right back.
Thank you.